Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật về sắc, biết như thật về thọ tưởng hành thức. Bạch Thế Tôn, Như Lai ứng chánh đẳng giác, biết như thật về sắc, biết như thật về thọ tưởng hành thức như thế nào? Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, biết như thật về sắc, như chân như pháp giới, như pháp tánh. Tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, không phân biệt, không tướng trạng, không tác dụng, không hí luận, không sở đắc. Biết như thật về thọ tưởng hành thức, như chân như pháp giới, như pháp tánh. Tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, không phân biệt, không tướng trạng, không tác dụng, không hí luận, không sở đắc. Này thiện hiện, Như Lai ứng chánh đẳng giác ấy, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật về tâm, tâm sở pháp, hiện ẩn co duỗi của các loại hữu tình khác, cũng như chân như pháp giới, như pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, không phân biệt, không tướng trạng, không tác dụng, không hí luận, không sở đắc. Này thiện hiện, chân như của tâm, tâm sở pháp, hiện ẩn co duỗi của các loại hữu tình, tức là chân như của ngũ uẩn. Chân như của ngũ uẩn, tức là chân như của 12 xứ. Chân như của 12 xứ, tức là chân như của 18 giới. Chân như của 18 giới, tức là chân như của 6 giới. Chân như của 6 giới, tức là chân như của 12 duyên khởi. Chân như của 12 duyên khởi, tức là chân như của tất cả pháp. Chân như của tất cả pháp, tức là chân như của 6 phép ba la mật đa. Chân như của 6 phép ba la mật đa, tức là chân như của pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Chân như của pháp không nội cho đến chân như của pháp không không tánh tự tánh, tức là chân như của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Chân như của chân như cho đến chân như của cảnh giới bất tư nghì, tức là chân như của thánh đế khổ tập diệt đạo. Chân như của thánh đế khổ tập diệt đạo, tức là chân như của 4 niệm trụ. Chân như của 4 niệm trụ, tức là chân như của 4 chánh đoạn. Chân như của 4 chánh đoạn, tức là chân như của 4 thần túc. Chân như của 4 thần túc, tức là chân như của 5 căn. Chân như của 5 căn, tức là chân như của 5 lực. Chân như của 5 lực, tức là chân như của 7 chi đẳng giác. Chân như của 7 chi đẳng giác, tức là chân như của 8 chi thánh đạo. Chân như của 8 chi thánh đạo, tức là chân như của 4 tịnh lự. Chân như của 4 tịnh lự, tức là chân như của 4 vô lượng. Chân như của 4 vô lượng, tức là chân như của 4 định vô sắc. Chân như của 4 định vô sắc, tức là chân như của 8 giải thoát. Chân như của 8 giải thoát, tức là chân như của 8 thắng xứ. Chân như của 8 thắng xứ, tức là chân như của 9 định thứ đệ. Chân như của 9 định thứ đệ, tức là chân như của 10 biến xứ. Chân như của 10 biến xứ, tức là chân như của 3 pháp môn giải thoát. Chân như của 3 pháp môn giải thoát, tức là chân như của 10 địa Bồ Tát. Chân như của 10 địa Bồ Tát, tức là chân như của 5 loại mắt. Chân như của 5 loại mắt, tức là chân như của 6 phép thần thông. Chân như của 6 phép thần thông, tức là chân như của tất cả pháp môn Đà La Ni. Chân như của tất cả pháp môn Đà La Ni, tức là chân như của tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Chân như của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, tức là chân như của 10 lực Phật. Chân như của 10 lực Phật, tức là chân như của 4 điều không sợ. Chân như của 4 điều không sợ, tức là chân như của 4 sự hiểu biết thông suốt. Chân như của 4 sự hiểu biết thông suốt, tức là chân như của đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Chân như của đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tức là chân như của 18 pháp Phật bất cộng. Chân như của 18 pháp Phật bất cộng, tức là chân như của pháp không quên mất. Chân như của pháp không quên mất, tức là chân như của tánh luôn luôn xả. Chân như của tánh luôn luôn xả, tức là chân như của trí nhất thiết. Chân như của trí nhất thiết, tức là chân như của trí đạo tướng. Chân như của trí đạo tướng, tức là chân như của trí nhất thiết tướng. Chân như của trí nhất thiết tướng, tức là chân như của pháp thiện. Chân như của pháp thiện, tức là chân như của pháp bất thiện. Chân như của pháp bất thiện tức là chân như của pháp vô ký, chân như của pháp vô ký tức là chân như của pháp thế gian, chân như của pháp thế gian tức là chân như của pháp xuất thế gian, chân như của pháp xuất thế gian tức là chân như của pháp hữu lậu, chân như của pháp hữu lậu tức là chân như của pháp vô lậu, chân như của pháp vô lậu tức là chân như của pháp hữu tội, chân như của pháp hữu tội tức là chân như của pháp vô tội, chân như của pháp vô tội tức là chân như của pháp tạp nhiễm, chân như của pháp tạp nhiễm tức là chân như của pháp thanh tịnh, chân như của pháp thanh tịnh tức là chân như của pháp quá khứ, chân như của pháp quá khứ tức là chân như của pháp vị lai, chân như của pháp vị lai tức là chân như của pháp hiện tại, chân như của pháp hiện tại tức là chân như của pháp dục giới, chân như của pháp dục giới tức là chân như của pháp sắc giới, chân như của pháp sắc giới tức là chân như của pháp vô sắc giới, chân như của pháp vô sắc giới tức là chân như của pháp hữu vi, chân như của pháp hữu vi tức là chân như của pháp vô vi, chân như của pháp vô vi tức là chân như của quả dự lưu, chân như của quả dự lưu tức là chân như của quả nhất lai, chân như của quả nhất lai tức là chân như của quả bất hoàn, chân như của quả bất hoàn tức là chân như của quả a la hán, chân như của quả a la hán tức là chân như của quả vị độc giác, chân như của quả vị độc giác tức là chân như của tất cả hạnh đại Bồ Tát, chân như của tất cả hạnh đại Bồ Tát tức là chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật tức là chân như của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, chân như của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác tức là chân như của tất cả hữu tình này thiện hiện, hoặc chân như của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc chân như của tất cả hữu tình, hoặc chân như của tất cả pháp, đều không hai, không riêng biệt, chỉ là một chân như, vì chân như thế không riêng, không khác, không hoại, không tận, chẳng thể phân biệt. Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa mà chứng rốt ráo chân như của tất cả pháp cho đến đắc quả vị giác ngộ cao tột. Do đó nên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa có công năng sanh ra chư Phật, là mẹ của chư Phật, có công năng chỉ rõ thật tướng thế gian của chư Phật. Này thiện hiện, Như Lai ứng chánh đẳng giác ấy nương bát nhã ba la mật đa sâu xa biết như thật chân như của tất cả pháp, chẳng hư vọng, chẳng đổi khác. Do biết như thật tướng chân như nên gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chân như của tất cả pháp đã chứng của bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng hư vọng, chẳng đổi khác, rất là sâu xa, khó thấy khó biết. Bạch Thế Tôn, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều dùng chân như của tất cả pháp chẳng hư vọng, chẳng đổi khác để chỉ rõ phân biệt quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Bạch Thế Tôn, chân như của tất cả pháp sâu xa ai có thể tin hiểu? Chỉ có Đại Bồ Tát ở địa vị thối chuyển